Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn. Những câu thơ tha thiết đưa chúng ta trở lại nơi cất giấu bao kỷ niệm đẹp về một thuở hoa niên bên thầy, bên bạn, bên mái trường dấu yêu. Nằm bên bờ Lam Giang xanh mát trên mảnh đất Nam Đàn, Địa Linh Nhân Kiệt, trường Trung học Phổ thông Nam Đàn 1 đã trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành. Phát huy truyền thống của một miền quê hiếu học, biết bao thế hệ thầy cô, học sinh đã chung tay xây dựng trường Trung học Phổ thông Nam Đàn 1 thành một điểm sáng giáo dục với biết bao vinh quang và tự hào. 60 năm trôi qua, đã có 57 khóa học, trên 30.000 học sinh tốt nghiệp ra trường. Kể sau hết những khó khăn của những ngày đầu trường mới thành lập, trong mưa bom, bão đạn chiến tranh, phong trào dạy tốt, học tốt vẫn được giữ vững. Trong gian khổ thiếu thốn, tình thầy trò, bè bạn vẫn chan chứa yêu thương, tình nghĩa. 60 năm, chặng đường đó đã ghi dấu bao thành tích nổi bật của nhiều thế hệ thầy cô và học trò nhà trường. Những người lái đò cứ lặng thầm, mải miết đưa biết bao chuyến đò sang sông. Những cánh chim bay xa luôn nhớ về đất cũ, trường xưa, nơi đã hóa thành tâm hồn trên những nẻo đường xa. Năm 2021 đánh dấu mốc kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Trung học Phổ thông Nam Đàn 1. Chặng đường hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Trường ơi, thầy ơi, bạn ơi, sao nhớ quá. Biết bao kỷ niệm của tuổi hoa niên bỗng ùa về, sống lại trong ta. Hãy cùng về bên nhau, bên mái trường xưa, thầy cô cũ. Nhất định rồi, ta sẽ cùng trở lại. Vinh dự cho chúng tôi thế hệ hôm nay được học tập, làm việc và cống hiến dưới mái trường Trung học Phổ thông Nam Đàn 1. Tập thể cán bộ giáo viên và học sinh rất tự hào và vinh dự lại được viết tiếp những trang sử vẻ vang của 60 năm của trường Trung học Phổ thông Nam Đàn 1. Chỉ còn ít tháng nữa thôi thì trường sẽ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Hy vọng đây là dịp để được các thế hệ giáo viên và học sinh đã từng gắn bó dưới mái trường này về hội tụ. Chúng tôi đang hoàn thành các công việc để chuẩn bị cho cái buổi lễ thật trân trọng và ý nghĩa. Bằng tất cả tình cảm, xin được chào đón các thế hệ thầy cô giáo và học sinh được trở lại mái trường để nhớ lại và sống lại những tháng ngày đẹp đẽ của tuổi thanh xuân. Hẹn gặp tất cả vào mùa thu năm nay, dịp trung tuần tháng 11 năm 2. Hẹn gặp nhau giữa mùa phượng vĩ rực đỏ sân trường. Hẹn gặp nhau ngày sinh nhật mái trường tuổi 60.